Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV, kênh mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là tối ngày 7 tháng 6 năm 2020. Và bây giờ thì cũng là hơn 11 giờ tối rồi các bạn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về để ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ. Thì các bạn nào chưa ưng sản phẩm bên nào bên mình có thể đăng ký kênh, bật chuông thông báo và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ. Thì các bạn là người xem và lựa chọn đầu tiên. Và sản phẩm đầu tiên buổi tối ngày hôm nay nhà mình về giới thiệu với các bạn là chiếc sản phẩm Samsung Lốt 5 nhé. Samsung Lốt 5. Thì hôm nay nhà mình vừa mới về được hai con này. Hai con Samsung Lốt 5 này. Hai con Samsung Lốt 5. Hai con Samsung Lốt 5 này thì là cấu hình, hai con Lốt 5 này là cấu hình là RAM 4GB, bộ nhớ là 64GB các bạn nhá. Hai con này là hai con màu gold này là bản RAM 4GB, bộ nhớ 64GB. Hình thức là máy đẹp là trên 90% các bạn nhé. Đấy, trên 90%. Máy rất là đẹp nhá. Khá là đẹp nhá. Được cái là RAM 4GB, bộ nhớ 64 nhá. Hai con này là bản RAM 4GB, bộ nhớ 64 ạ. Đấy. Các bạn dùng thì vi vu luôn. Hai con bản RAM 4GB, bộ nhớ 64GB này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 2.600.000 nhá. Đấy, giá cực kỳ là rẻ các bạn nhé. Hình thức là máy đẹp là trên 90%. Đấy. 2.600.000 nhá. Lốt 5 các bạn dùng đã biết rồi. Rất là sướng, nó nhất là cái màn hình của nó rất là đẹp mà rất là to nhá. Rất là đẹp, rất là to. Đấy. Chụp ảnh rất là sắc nét, tại vì nó là các bạn nói chung là cái con này ấy, thì là tại sao bây giờ nó vẫn giữ giá cực kỳ là giữ giá. Và thì nó dùng vẫn rất là ngon, tại vì cái thời lúc nó ra, thời điểm nó ra ấy, con này là siêu phẩm, nó cũng 20 mấy triệu đấy các bạn nhé. Từ cái lúc mà con Lốt 5 này mới ra ấy, từ thời ra nó phải 20 mấy triệu cơ. Đâm là bạn giờ dùng rất là thích. Thứ nhất là chip xử lý của nó, và thứ hai màn hình của nó cũng rất là ok nhé. Rất là đẹp ạ. À. Mà hai con này đều là bản 64GB, các bạn dùng rất là sướng. Và nó Lốt 5 thì hỗ trợ cái bút này, các bạn dùng dẫn nghịch hay là như nào dùng rất là thích nhé. Đấy. Các bạn dùng rất là thích nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Lốt 5 màu gold, bản RAM 4GB, bộ nhớ 64GB này, thì các bạn nhận tại hàng mình được sớm nhất. Một là qua Zalo và hai là qua hai số điện thoại. Và đây là địa chỉ cửa hàng nhà mình, các bạn ở gần địa chỉ cửa hàng mình có thể chỉ trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng nhà mình. Còn ở xa thì bên mình thì có ship, và hình thức ở mua hàng ở xa thì các bạn phải cọc phí ship cho mình 50k và 100k tùy theo mức giá sản phẩm. Và tất cả sản phẩm bên mình thì sẽ là báo giá công khai tất cho các bạn. Thì các bạn nào ưng sản phẩm nào và giá cả bên mình hợp lý thì các bạn là nhanh tay nhấc máy lên điện trực tiếp qua hai số điện thoại nhà mình để đặt hàng cho mình là sớm nhất nhé các bạn nhé. Rồi, Lốt 5 64GB 2.600.000 một con nhé, rất là rẻ cho anh em nhé. Đây. Và đây là con Samsung này, là con Samsung, con này là cũng bản gì nhỉ? Con này là bản 32 nhé. Con này là bản 32, con này là bản 32GB này. Con này là bản RAM 4GB, bộ nhớ là 32GB nhá. Con này Lốt 5 màu trắng các bạn nhá. Đây Lốt 5 màu trắng đấy. Đấy. Hình thức con này cũng là đẹp là trên 90%. Con Lốt 5 màu trắng này thì bên mình đang thanh lý bạn với giá là 2.500.000. Con này là bản RAM 4GB, bộ nhớ là 32GB. Hình thức là máy đẹp là trên 90%. Đấy, màu trắng, bạn nào mới hợp với màu trắng này các bạn đi hàng mình sớm nhất nhé. Tại vì cái màu trắng này thì nó không bị bẩn đâu các bạn nhá, tại vì mặt lưng của nó là mặt kính. Mà mặt kính này là mặt kính bóng, đâm là các bạn bẩn vào các bạn lau cái là sạch đi, kể cả viền thì các bạn lau cái là sạch đi, mặt kính thì các bạn lau cái là sạch đi, chứ không phải là trắng mà nó nhám ấy thì nó bị mấy bám bẩn, mà đây là trắng bóng thì các bạn dùng vô tư nhá, yên tâm không phải lo nhá. Con Lốt 5 màu trắng này bản RAM 4GB, bộ nhớ 32GB thì bên mình đang bán bạn với giá là 2.500.000 nhá. 2.500.000 màu trắng nhá, rất là đẹp đấy ạ. Lốt 5 màu trắng đấy, hôm nay mình vừa về con này xong, máy móc rất là ok nhá. Và đây là hai con S7 thì hôm nay nhà mình về được hai con đấy. Đấy. Hình thức là máy đẹp là 90% nhá. Hai con S7 này là máy đẹp là 90%. Đây hai con S7 ạ. Hai con S7 đấy. Một con màu hồng này và một con màu đen này. Con này thì là cấu hình của nó là RAM 4GB, bộ nhớ là 32GB. Con này thì các bạn dùng S7 dùng rất là sướng nhá, tại vì cái lúc mà thời điểm mới ra ấy nó là cũng phải đến rơi đến 20 triệu cơ.
nó không những sản phẩm mà đời mới Oppo bây giờ đâu, nó chỉ có 5-6 triệu thôi, nhưng mà những sản phẩm S7 này tuy lúc nó ra nó tận 20 triệu nên bây giờ nó còn chỉ còn hơn triệu thôi, mà nó dùng rất là thích, rất là ok nhé. Còn S7 này, đấy, S7 màu hồng này, đấy. Con này thì tình trạng là chỉ bị đây, nó chỉ bị sứt mỗi tí chỗ này nhé, sứt mỗi tí chỗ này, thì vì con này là máy zin áp mà, đâm là mình cũng không muốn là nói chung là mình cứ để mình bán cho nó, các bạn dùng cho yên tâm. Đấy, con này thì zin áp suất nhé, hai con này thì zin áp suất nhé, hai con này thì zin áp suất. Đấy, con này thì nó bị hơi bị chầy một tí kính ở trên thôi. Đấy, hơi bị chầy một tí kính ở trên này thôi, nhưng mà các bạn dùng thì không vấn đề gì nhá. Đấy, và tất cả điện thoại bên mình thì có tặng cho bạn là kèm là sạc nhé, những con nào thì máy nào có mà có cường lực thì mình sẽ hỗ trợ các bạn là dán cường lực luôn cho các bạn, còn con nào mình không có cường lực thì các bạn có thể là mua tại chỗ giúp mình nhá. Này, S7 này, con này chỉ chóc mỗi tí thôi. Đấy, con này thì bên mình cũng thanh lý bạn giá cực kỳ là rẻ, được cái là mà hai con này thì máy zin áp nhé. Đấy, nên nếu bạn dùng yên tâm. Đấy, đi mưa đi gió rất ok. Đấy, không lo bị nước chui vào trong, còn nó nhiều quá thì cũng không thể nói được. Đấy, hoặc các bạn đi tắm biển cho xuống biển chụp ảnh cũng được, hỏng thì lại mua máy mới nhé. Đấy, đẹp nhỉ, con màu hồng là đẹp lắm. Đấy, nó chỉ bị sứt một tí này thôi, dùng không ảnh hưởng gì. Con này thì là máy đẹp này, đẹp lắm. Dùng là RAM thích lắm. RAM 4 bộ nhớ 32 này nhanh lắm. Nói chung là những cái điện thoại mà RAM 4 ấy, còn nó thật các bạn dùng rất là sướng ấy. Đây, hai con này thì bên mình đồng giá cho các bạn là 1.700.000 nhá. Này, con này 1.700.000 này. Đấy, con này 1.700.000. Được cái thì là hai con này thì là máy hình thức là đẹp 90%. Được cái là máy zin áp suất nhá, nên các bạn cứ mua về dùng là yên tâm nhá. Đấy, tình trạng nó chỉ bị sứt mỗi tí thôi, dùng cũng không ảnh hưởng gì. 1.700.000 một con nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung S7 này, các bạn liên hệ mình là sớm nhất nhá. S7 này rất là ngon. Dùng sướng lắm. Thề với các bạn là còn dùng sướng hơn những sản phẩm bây giờ, cả cái Oppo, những con Oppo A7s này. Nó thật với các bạn là thiết kế đời mới nó chỉ được là cái màn hình to hơn thôi. Dung lượng pin nó cao hơn thôi, để mà dùng mà sướng nhanh mượt bằng thì không bao giờ mượt sản phẩm Samsung S7. Nó vào cái đa nhiệm nó nhanh nhiều luôn. Đấy. RAM 4GB nó vào cực kỳ là nhanh nhá. Kể như mình kiểu mình vào YouTube để các bạn biết này. Mình vào YouTube đây, đây là còn chưa có mạng nhé, mình sẽ thoát tai nhiễm hết đi. Các bạn nó kích vào YouTube đây, kích vào phát. Đây, cái S7 thì nó ra từ lúc nào rồi cơ. Đấy, RAM 4 nó khác hẳn các bạn nhé. Đấy, con S7 này của mình thì nó vào từ lúc nào rồi cơ, nó nhanh lắm. Đây, cái mình vào cuộc gọi đây. Đấy, S7 nó ra từ lúc nào cơ. Được cái là nó có cái nút home, nó có vân tay dùng rất là thích. Nhiều bạn thích nút đa nhiệm, nút home rất thích mà. Mình thích lắm. Những bọn đời này thì là nó là chỉ có RAM 2GB thôi. Mà được cái là màn hình nó to hơn, dung lượng pin nó cao hơn một chút thôi. Còn để mà nhanh độ mượt thì nó thật cái bọn S7 này nó chấp ba cái bọn này luôn. Mình khẳng định với các bạn luôn. Tại vì lúc cái máy mới của nó ra nó tận 20 triệu mà các bạn. Bây giờ nó hai con là rất là đẹp nhá, được cái này. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình về được con Oppo A7s này nhá. Đây ạ, A7s này. A7s. Đấy. A7s thì cấu hình con này là RAM 2GB. Bộ nhớ trong là 16GB các bạn nhá. Đấy. Con này là phiên bản RAM 2GB, bộ nhớ trong là 16GB. Đấy, màn hình là hơn 6 inch. Tràn viền tai thỏ tai chuột như là A7s đây ạ. Hình thức mày con đẹp đây. Hình thức mặt lưng thì có hơi xước xác theo thời gian nhé. Đấy. Mặt lưng thì có hơi xước xác theo thời gian này. Đấy. Mặt lưng thì có hơi xước xác theo thời gian. Con này thì bên mình đang bán bạn với giá là 1.650.000 nhé. 1.650.000. Máy zin nguyên bản nhé. Chưa sửa chữa, chưa ép kính gì nhé. Oppo A7s nhé. 1.650.000. Rất là rẻ nhé. Bạn nào thích sản phẩm Oppo A3s này, các bạn nhận hàng là sớm nhất nhá. 1.650.000 rất là rẻ. Và đây là con Vivo Y91C này. Hôm nay nhà mình về là con Vivo Y91C này.
máy đẹp như là mới các bạn nhé. Máy đẹp len keng như mới luôn. Đấy. Còn Vivo i91C này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 1.850.000. 1.850.000. Màn hình pin con này thì là pin 4000 nhé. 4030 ạ. Pin 4000. Màn hình là hơn 6 inch. À, đây là tràn viền giọt nước nhá. Đây con này là màn hình là tràn viền giọt nước. Máy đẹp như là mới luôn, khách dùng ốp rất là dữ nhá. Con này khách vừa mới mua thôi. Đây. Máy đẹp như là mới này. Đấy. Con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 1.850.000 nhá. Vivo i91C đấy. Vivo i91C đấy. Màn hình là hơn 6 inch, tràn viền đáy thỏ, tay chuột, mà pin thì là 4000 nhá. Cấu hình là RAM 3GB. À sorry các bạn, cấu hình là RAM 2GB, bộ nhớ trong là 32 nhỉ. Con này là bản 32GB nhá. RAM 2 bộ nhớ 32GB nhá. Đây 1.850.000, rất là rẻ các bạn nhá. Tặng kèm bản ốp và cường lực nhá. Này, con này mình sẽ tặng kèm bản ốp và cường lực nhá. À, i91C này. À, rất là rẻ. Đấy, và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình về được con này là con Sony XZ1 nhá. Hôm nay nhà mình về được mẫu con màu đen này các bạn ạ. Sony XZ1. Hình thức con này là trên 90%. Cấu hình con Sony XZ1 này là cấu hình là RAM 4GB. Bộ nhớ trong con này là trong bộ nhớ trong là gì nhỉ? 64GB. RAM 4GB, bộ nhớ trong 64GB. Con này là chip 835 nhá. Chip Snapdragon 835. Đấy, Sony XZ1 đấy ạ. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn với giá là 2.100.000 nhé. 2.100.000 Sony XZ1. Máy thức rất là đẹp luôn. Máy đen xì bóng nhẫy luôn. Con này đen nhám này. Đấy. Dùng rất là thích nhé. Bạn nào thích sản phẩm Sony XZ1 thì các bạn nhận hàng mình sớm nhất nhé. Con này chỉ 2.100.000 đấy ạ. Rất là rẻ. RAM 4 bộ nhớ 64GB. Thao chiến game nhé. Và đây là Sony Z3 này. Z3 thì hôm nay nhà mình còn hai tên nhá. Sony Z3 nhà mình còn hai tên này. Đấy, Sony Z3 thì cấu hình là RAM 3GB. RAM 3GB, bộ nhớ là 32GB. Còn Sony Z3 này thì bên mình đang bán các bạn với giá là 1.200.000. Đấy, Sony Z3 thì các bạn có thể là về nghe nhạc, xem phim, nghe gọi rất là ok nhá. Đây ạ. Đấy, nghe nhạc rất là ok. Đấy, nghe nhạc rất là hay đấy. Bạn nào thích sản phẩm Sony Z3 này các bạn nhận hàng mình sớm nhất, mình có hai cây nhá. Cấu hình là RAM 3GB, bộ nhớ là 32GB. Bên mình đang bán với giá cực kỳ là rẻ, 1.200.000 nhá. Sony Z3 này. Đấy. Và sản phẩm cuối cùng buổi tối ngày hôm nay mình giới thiệu các bạn là chiếc Oppo A39 này. Đấy, Oppo A39 ấy. Cấu hình là RAM 3GB, bộ nhớ là 32GB. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn với giá là 1.450.000 nhá. Oppo A39 đấy ạ, rất là rẻ. Hình thức là máy đẹp 90% các bạn nhá. Đấy, hôm nay nhà mình vừa mới về được mẫu con này thôi nhá. Oppo A39, cấu hình là RAM 3GB, bộ nhớ là 32GB nhá. Đấy, 1.450.000, rất là rẻ cho các bạn nhá. Oppo A39 đấy ạ. Và buổi tối ngày hôm nay thì bây giờ mình cũng muộn rồi, mình cũng muốn ngủ quá rồi. Và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình có ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì các bạn ưng sản phẩm nào thì các bạn nhanh tay đặt hàng cho mình là sớm nhất. Và bây giờ thì cũng muộn rồi, và xin chào và hẹn gặp lại clip tối ngày mai. Và chúc bạn đã xem video mình một tối ngủ ngon, và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui hạnh phúc nhá. Xin chào và hẹn lại các bạn clip tối ngày mai nhá.